Ngày 22 tháng 1, Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ sự việc lái xe rút súng đe dọa sau vụ va chạm giao thông. Theo đó, vào chiều ngày 21 tháng 1, ông Nguyễn Thanh Hiệp, sinh năm 1954, trú tại thôn Hồng Nguyệt, trong lúc vừa dựng chiếc xe máy để vào nhà thì bất ngờ bị ô tô biển kiểm soát 38A11471 lao tới tông văng xe máy. Do chiếc xe bị hư hỏng nặng, ông Hiệp đề nghị gọi cho lực lượng công an. Tuy nhiên, lái xe không đồng ý và rút ra một vật giống khẩu súng ngắn đe dọa. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường. Qua xác định cho thấy lỗi do lái xe ô tô đi sai phần đường, vi phạm nồng độ cồn và nghiêm trọng hơn là hành vi gây rối đe dọa người khác.